Chào các bạn, trong video về chủ đề cổ phiếu ngày hôm nay, EasyTech sẽ chia sẻ cùng các bạn về cách rút tiền từ cái tài khoản đầu tư trên cái sàn online của các bạn sang cái tài khoản ngân hàng sau khi các bạn đã thực hiện cái giao dịch bán cổ phiếu thành công. Thì để thực hiện thao tác này, các bạn sẽ đăng nhập vô cái phần nó gọi là Align Live, có nghĩa là cái công cụ của Align. Và tại đây, các bạn sẽ chọn cái phần Transfer và các bạn chọn cái thao tác Withdraw, có nghĩa là trích rút tiền. Các bạn sẽ chọn trích rút từ cái tài khoản trading, tài khoản trên sàn online của các bạn sang cái tài khoản ngân hàng mà đã được liên kết từ trước. Hiện tại EasyTech có 2 tài khoản ngân hàng đang được liên kết với cái tài khoản trading ở trên online, và đây cũng là con số tối đa các bạn có thể thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng. Với online các bạn không thể thực hiện liên kết nhiều hơn 2 tài khoản. EasyTech sẽ chọn một tài khoản để trích rút tiền về, và các bạn có thể chọn nhập cái số tiền mà các bạn muốn trích rút. Ví dụ EasyTech sẽ nhập vô cái khoản tiền mà EasyTech muốn trích rút sang cái tài khoản ngân hàng. Cái ngày mà các bạn muốn thực hiện giao dịch thì có thể là ngày hôm nay, hoặc là một cái ngày ở trong tương lai tùy theo các bạn lựa chọn. Và các bạn có thể chọn thực hiện cái giao dịch này một lần, hoặc là có thể lặp đi lặp lại định kỳ. Thì EasyTech sẽ chọn một lần, sau đó các bạn nhấn Next. Ở cái phần tiếp theo thì cái thông tin tổng quan về cái giao dịch thực hiện trích rút tiền của các bạn sẽ được hiện ra, bao gồm các bạn trích rút từ cái tài khoản của Align sang tài khoản ngân hàng, số tiền là bao nhiêu, ngày thực hiện là như thế nào, và cái kiểu giao dịch sẽ là thực hiện một lần hay lặp đi lặp lại. Sau khi đã kiểm tra các thông tin chính xác, các bạn nhấn Submit để tiến hành trích rút tiền. Và tới đây thì cái việc request để chuyển tiền từ cái tài khoản của Align về cái tài khoản ngân hàng của các bạn đã thành công, và thông thường từ 2 đến 3 ngày sau thì tiền sẽ về tới tài khoản của các bạn. Nếu mà các bạn chuyển vô ngày thứ 6 như ngày hôm nay thì sẽ có 2 ngày cuối tuần phía trước, nên có thể tiền sẽ về tài khoản của các bạn chậm hơn một chút. Nhưng mà thông thường thì sẽ là 2 đến 3 ngày working day, ngày làm việc. Các bạn có thể nhấn View Activity để xem chi tiết các cái giao dịch chuyển tiền. Thì ở đây sẽ có một loạt tất cả những cái giao dịch nạp tiền vô cái tài khoản trading của Align hoặc là rút tiền từ cái tài khoản của Align sang tài khoản ngân hàng của các bạn thì sẽ được liệt kê hết trong cái tab History này. Trong video ngày hôm nay, EasyTech Class đã chia sẻ cùng các bạn về cái cách rút tiền từ cái tài khoản trading ở trên trang Align của các bạn sang cái tài khoản ngân hàng bằng cách vô cái tab Transfer của cái công cụ Align Live. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.